Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì ô tô Đô của chúng tôi có đi cứu hộ một chiếc xe K6 Nissan. Đó. Và khách hàng đang gặp chút vấn đề đó là động cơ không nổ được. Thì ngay sau khi khách hàng gọi điện thì bên chúng tôi đã đi gồm đội thợ gồm 2 người. Đó, anh em chúng tôi có mang bình đến để kiểm tra xe. Về cơ bản mà nói thì dòng xe nào cũng thế, nó cũng sẽ có những cái lỗi riêng biệt, không đến từ nhà sản xuất thì cũng sẽ đến từ khách hàng. Thế nhưng mà có thể nói rằng dòng K6 này là một trong những cái dòng xe rất ít khi nổi xảy ra lỗi. Và bên hiện tại thì khách hàng đang gặp cái lỗi đó chính là chưa nổ được máy. Chúng tôi có mang cả bình ắc quy này, bộ dây câu và một số dụng cụ khác để kiểm tra phần động cơ. Tôi sẽ quay chi tiết cho các bạn xem nhé. Thế nó bị sao hả anh? Hết ure hôm qua kia đấy. Hết ure, nó có một cái cảnh mà nó có cái đo phần trăm mà. Thế anh không để ý à? Ồ. Đây, thế là chiếc xe này đang xảy ra hiện tượng là bị hết ure anh em ạ. Bây giờ sẽ là cung cấp một chút ure vào để xem là nó có đúng là nguyên nhân đó không. Cái xe K6 này thì ở trên cabin nó có một cái đồng hồ đo ure các bạn nhé. Nó sẽ hiển thị phần trăm trên đó. Và để cho chiếc xe K6 có thể hoạt động bình thường, động cơ hoạt động ổn định thì cái ure đó phải trên 18%, tức là từ tối thiểu là từ 18% trở lên thì các bạn mới sử dụng xe bình thường được. Và các bạn hãy chú ý là động cơ K6 thì sử dụng hệ thống xử lý khí thải Euro 5, cho nên là chúng ta hãy chú ý vào hệ thống Euro rất là nhiều nhé. Đang kiểm tra cái gì đấy? Tôi vừa nhá, lại e đi. Chiếc K6 mà các bạn đang thấy ở đây thì bên mình bán đã khoảng độ gần 8 tháng rồi các bạn nhé. 8 tháng rồi và đây là cái lỗi đầu tiên mà khách hàng phản ứng. Và chỉ đơn giản là không nổ được máy. Và phán đoán ban đầu là do một số nguyên nhân, đó là ure cũng như là cái phần bơm do khách hàng chưa lọc sau một thời gian sử dụng nhưng mà vẫn chưa thay lọc dầu nhớt. Đâm ra nó khả năng nó sẽ gây ra cái hiện tượng là bít tắc. Và bây giờ chúng ta sẽ phải bơm tay để cho cái hệ thống nó đẩy cái áp lực lên, dầu nguồn dầu nó sẽ đi lại bình thường, nó sẽ di chuyển lại bình thường. Và sau khi khách hàng đi mua ure xong thì chúng ta sẽ lổ lại máy lên để xem là nó thực sự xảy ra vấn đề gì các bạn nhé. Như bạn thấy ở đây thì chắc chắn là không phải xảy ra là ở nguồn điện rồi, bởi vì là máy vẫn chìa khóa vẫn cắm lên điện và vẫn nổ bình thường. Và anh thợ của bên mình đang kiểm tra cái dàn sáo. Mình sẽ cho các bạn xem một chút về cái thùng bệ của K6 sau 8 tháng sử dụng nhé. Đây là phiên bản thùng 5m05 của nhà máy. Như các bạn thấy thì sau 8 tháng sử dụng thì hầu như là các chi tiết trên thùng không có một chút gọi là vết han gì gì. Mặc dù là khách hàng chạy hàng liên tục không có thời gian đi sửa chữa gì cả, mà anh lại chở chuyên hàng sắt vụn. Hàng sắt vụn thì các bạn biết rồi đấy, những cái vật liệu đấy nó cũng rất là cứng mà khi mà chúng ta di chuyển theo quán tính thì nó sẽ đâm vào thùng. Và đây, thùng chưa có một vết rách gì hết, vẫn rất là mới, 8 tháng sử dụng nhé. Đấy, toàn bộ hệ thống thùng đây. Đấy, các bạn thấy nhá, ngoài cái vấn đề về thùng là vẫn còn nguyên ra này. Mình có thể quay cho các bạn xem về cái độ mới, về độ sơn hay là các cái phần chi tiết khác trên xe. Đây, sơn vẫn rất là mới, tem vẫn mới nguyên, chưa có một dấu hiệu gì của sự hỏng hóc và bong chóc ở đây cả. Các bạn có thể thấy rằng là cái chất lượng lắp ráp của nhà máy Đồng Vàng rất là tốt, nó đem lại một cái sản phẩm cực kỳ tốt đến tay người dùng. Đó.
Và hôm nay thì chỉ là một lỗi nào đó đến từ khách hàng của chúng tôi thôi, do anh ấy không để ý đến cái hệ thống URE, và cũng như là công việc nhiều quá nên anh ấy chưa thay thế cái lọc dầu lọc gió được. Sau 8 tháng sử dụng rồi mà vẫn chưa thay thì cũng khó tránh được cái trường hợp bít tắc như thế này. Đấy, bên đội thợ của chúng tôi vẫn đang bơm để cho cái lượng dầu nó được đi lên và nó được thông. Giờ mình sẽ cho các bạn xem nội thất của K6 sau 1 năm sử dụng nó như thế nào nhé. Đây, đó, nội thất K6 sau 1 năm, à 8 tháng chứ các bạn, xin lỗi các bạn nhé, 8 tháng. Phần cam gương này, cũng như phần ghế da bên mình đã làm cho khách hàng. Đấy, mình luôn luôn quảng cáo đây là ghế da loại 1, các bạn có thấy này. 8 tháng sử dụng mà ghế không có một dấu hiệu là bị xẹp hay là bị bong chóc về phần da. Đó, nội thất vẫn gần như rất là mới, mặc dù khách hàng chạy rất là xuồng xã, không có thời gian để vệ sinh luôn. Đây, cam gương vẫn còn nguyên. Đó, nếu bình thường mình quay một chiếc xe mới thì có thể các bạn không tin, nhưng mà đây là một chiếc xe đã sử dụng 8 tháng và hiện giờ nó đang xảy ra vấn đề và đội cứu hộ của bên mình đã ngay lập tức có mặt. Ở Tây Đô mình thì sếp có sắm riêng cho một chiếc xe để khi mà khách hàng có nhu cầu cứu hộ thì bên mình sẽ ngay lập tức cho thợ đi. Như các bạn thấy thì sau một thời gian mà chúng tôi xử lý thì động cơ đã nổ trở lại. Đó, rất là đơn giản thôi, lỗi cũng không có vấn đề gì nặng cả. Đó, các bạn thấy không? Tổng kết lỗi hôm nay của K6 đó chính là cái tăng đơ của thùng chạm vào cái TO, hệ thống dẫn dầu lên. Đó, và hết URE, thế thôi, còn chả vấn đề gì cả. Đó, và nếu các bạn có quan tâm đến dòng xe tải K6 này thì cứ hãy yên tâm và đầu tư và sử dụng nhé. Bên mình sẽ luôn luôn đồng hành cùng các bạn. Cùng thì cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube Văn Tình Tê Đô để mình sẽ thường xuyên quay những cái video về cứu hộ K6 cho các bạn xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, xin chào.